Chào mừng các bạn quay trở lại với clip cách học ngoại ngữ. Thì chắc clip này các clip trước cũng gần 2 tháng rồi. Thì trong video này mình sẽ nói về cách học ngoại ngữ hiệu quả. Thì để học được ngoại ngữ một cách hiệu quả thì bạn phải có một mục đích cụ thể rõ ràng. Vì khi có được mục đích cụ thể rõ ràng rồi thì sẽ có cách học, thời gian, công sức cần bỏ ra tương ứng để đạt được cái mục đích đó nhanh nhất. Chứ không phải là học dàn trải cái gì cũng học hết. Bởi vì nguồn lực của mỗi người là có hạn. Mình không phải là người theo cái xu hướng cứ học đi kiểu gì cũng sẽ giúp ích trong tương lai hết. Không, mình sẽ tập trung vào một số cái nhất định trong thời gian đầu thôi. Cụ thể như sau. Trường hợp đầu tiên là học cho biết. Thì cái chữ cho biết ở đây theo mình á, nghĩa là biết về tổng quan một ngôn ngữ, nó có cấu tạo như thế nào, phát âm nó ra sao, ngữ pháp nó như thế nào, nó khó hay dễ như thế nào so với một cái ngôn ngữ mà bạn đã biết, bla bla như thế. Mục tiêu của các bạn không phải là nghe nói đọc viết, hoặc nếu có thì chỉ là ở cái mức nó rất cơ bản thôi, nên là không cần xoáy sâu vào 4 kỹ năng này. Còn về thời gian để đạt được cái trình độ cho biết này á, thì mình nghĩ đâu tầm 5-6 buổi là đủ rồi chứ không cần nhiều. Trường hợp thứ hai là học để gây ấn tượng với người khác. Thì cái này tùy vào người bạn muốn gây ấn tượng là ai. Nếu đối tượng đó hoàn toàn không biết gì về một ngoại ngữ bất kỳ thì bạn nói hay là làm cái gì đó cũng đều gây ấn tượng cho người ta hết. Vậy thôi. Ví dụ như là một câu đơn giản như thế này: Ciao, come stai? Sto bene, grazie, e tu? Thì nó qua tai người không biết cái gì về ngôn ngữ á, thì có thể nó sẽ ra như thế này: Ciao, come stai? Sto bene, grazie, e tu? Trong trường hợp như thế thì bạn sẽ cảm thấy việc nói ngôn ngữ này như là đang hát vậy. Còn đối với những người đã biết gì rồi thì kiến thức hoặc là cách diễn đạt trình bày của bạn phải hơn họ thì họ mới ấn tượng được. Thì cái này chỉ có nước là học cao lên và học đàng hoàng mới được thôi. Trường hợp tiếp theo là học để hát. Thì trong trường hợp này các bạn chỉ cần thuộc phát âm, nhớ được quy tắc phát âm của ngôn ngữ đó, quy tắc đọc nói, đọc luyến như thế nào. Rồi cứ thế nghe, tập hát lại, nghe, tập hát lại cho đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn. Và lưu ý, ngôn ngữ chỉ sửa được phát âm cho bạn thôi. Còn về cái giọng của bạn, nghĩa là cao độ, trường độ, falsetto gì gì đó, cái đó thuộc về bên thanh nhạc. Ngôn ngữ không có thay đổi cái này được. Trường hợp tiếp theo là học để giao tiếp bình thường, hay mình gọi là giao tiếp tối thiểu, nghĩa là nói cách nào đó mà cho người đối diện hiểu, không nhất thiết phải dùng đúng ngữ pháp, đúng từ vựng. Trong những trường hợp như thế thì thường là ngữ cảnh rất rõ ràng, bạn nói sai hoặc là nhiều khi không cần nói, người ta vẫn có thể hiểu được. Lúc này bạn sáng tạo lên một chút là được thôi. Ví dụ như thế này: Quanto costare? Quanto costare? Dove? Dove? Questa carne? Due chili. Please. Đó, học để giao tiếp bình thường thì các bạn chỉ cần đến thế thôi, chứ không phải nâng cao gì đâu. Còn như phần lớn mọi người mong muốn thì nó thuộc hàng đâu giao tiếp trung cấp hoặc là giao tiếp nâng cao rồi. Cái đó phải học kỹ đàng hoàng chứ không có học như kiểu giao tiếp bình thường được. Trường hợp tiếp theo là học để thi lấy bằng. Thì tùy vào trình độ của cái bằng mà bạn muốn lấy thì sẽ có cách học phù hợp. Nhưng mà nhìn chung lại thì để thi lấy bằng thì bạn phải học được cả 4 kỹ năng. Mỗi trình độ sẽ có những cách diễn đạt, từ vựng, điểm ngữ pháp khác nhau. Và bạn làm cách nào đó vận dụng được các kiến thức đó vào bài thi của mình thì sẽ đậu thôi. Thì cái này cụ thể như thế nào mình sẽ chuyển sang một clip khác về các bằng cấp trong tiếng Ý chẳng hạn. Một ví dụ khác là học để nghiên cứu. Thì để đạt được mục đích này các bạn cần xoáy sâu vào 2 kỹ năng là nghe và đọc. Bởi vì cái mục tiêu chính của bạn là tiếp nhận thông tin để nghiên cứu, chứ không phải là để nói, để viết lại. Lý do là bởi vì thông tin tồn tại dưới 2 dạng: văn bản và âm thanh. Nên là bạn cần phát triển 2 kỹ năng này. Lúc đó thì tha hồ mà nghiên cứu. Dĩ nhiên là còn rất nhiều mục đích học tập khác. Ví dụ như là học để phiên dịch, học để biên dịch, học để sống tại quốc gia đó, học để sống và làm việc tại quốc gia đó, vân 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 vân. Như các bạn thấy thì để học hiệu quả thì các bạn cần phải bám sát thực tế. Các bạn coi thực tế cần gì thì các bạn sẽ học đúng theo như thế, chứ không phải học dàn trải cái gì cũng học hết. Đừng học với tâm lý thà biết thừa còn hơn biết thiếu. Cứ học đi kiểu gì cũng sẽ giúp ích.
Không, kiểu đó rất lãng phí bởi vì trí lực và thời gian của các bạn có hạn. Các bạn hình dung đó là vốn đi, thì nếu các bạn đầu tư dàn trải ra hết thì sẽ không đạt được mục tiêu nhanh bằng một người biết mình cần gì, biết thực tế cần gì và dồn hết lực vào cái đó. Trong quá trình học tập thì dĩ nhiên mục đích học tập có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người học hoặc là tùy theo độ khó của lượng kiến thức ngữ pháp mà các bạn sẽ phải học. Cái này là điều hoàn toàn bình thường. Ví dụ như là một người sâu vào buổi học cho biết là thấy tiếng này khá đơn giản, khá hay nên chuyển sang mục đích học để giao tiếp, và các bạn cũng cần xác định mục đích học tập phù hợp với năng lực của bản thân, như thế sẽ đỡ nản hơn. Đừng tự đánh giá bản thân mình cao quá hoặc là tự đánh giá ngôn ngữ đó dễ quá. Này lỗi rất dễ hay mắc phải. Các bạn thấy mình lý luận trên video như thế nào thì trong thực tế các bạn sẽ được học đúng y chang như thế luôn, tùy theo mục đích và nhu cầu của bạn. Ok, chúc các bạn sớm tìm ra được mục đích học tập phù hợp với khả năng của bản thân. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye, ciao.